Tiếp tục live cuối của đêm ngày 24 tháng 6. Đầu live em lên một con áo M65 rần ri nha anh em. Bạn lâu đồng à. Vai 46, dài áo là 76. Áo hàng của lính Mỹ nha. Anh em mà chưa mua lần nào thì chịu khó theo dõi live giùm em. Và đồng ý cọc thì ta tiếp tục theo live nhé. Con này đều và đẹp. 93 đến 95%. Ba cái tem này, hai cái tem này, 5 tem, 250. Con này 60 đến 70 ký, chốt chúng em 250, mã 55. Mở hàng đầu like chúng em nhá. Tiếp một con áo compact của Multicam. Con này là không phải của Mỹ rồi. Con này giống của Anh nhỉ. Cái này của bán tỉa nha anh em. Bán tỉa này. Con này giống của Anh này, size M. Con này giống áo của Anh nhưng mà nó cũng không có mắc in. Con này tương đương với size S. Size S là 40-50kg thôi. Nhưng mà anh em bận body là lên được 65 nha. 65 nha. Con này về ngang 50. Chiều dài là 64. Con này tầm em bận là vô tư. Rồi dây kéo cổ đàng hoàng mới 93 đến 96%. 400.000 mã 56. Cái một cái quần này là vải caro hàng Liên Mỹ nhưng mà nó dài này. Từ dưới chân em lên tới tận đây luôn á. Con này là bụng 108, 8 thước hộp, anh em về có dài hết bớt nha. Dài 116, chà là mẹ ơi. Anh em mà cao 1m7, 1m74 là dài 110 là lòi con mắt ra này, nó chơi dài 116. Rồi mới đều và đẹp, không có lầm lỗi nhưng mà cắt sọc cũng được. Giá này cắt sọc vô tư, có 200.000 mới đều và đẹp luôn, khoảng 200.000 nhé. Anh em cắt sọc vô tư luôn, 200.000 mã 54. Eo dài qua cắt sọc cũng được. Tiếp một cái quần 6 tứ hộp. Con này chất vải caro giống như 100 cô tông này. Màu xám, màu xanh xám. Căng hết cỡ là 100, anh em đơn về là 95. Dài quần 102 ạ. Con này thì con này của hãng Chu Spec, dòng này 100 cô tông. Của hãng Chu Spec này, 100 cô tông này, hàng của lính Mỹ nha anh em. 100 cô tông bệnh cực mát, nó tương đương giống giống cái quần túi chéo á, không? Giống quần túi chéo nhưng mà đây là túi vuông nha. Đây là túi vuông nhưng mà nó chất vải và tất tật tật nó chuyển đổi từ cái đời túi vuông qua túi chéo. Đó. Đều, màu xanh xám rất là đều. Chỉ có cái viền này nó có hơi ỉn một chút, tức là có quát một chút nhẹ thôi. Chơi con này thì mát đỉnh rồi anh em ơi. Nhưng mà ngay cái túi này này, nó bị lủng một lỗ. Lủng một lỗ nha. Mới, nó đang đẹp. Lủng lỗ 700.000 mã 53. Quần này 100.000. Cái màu này mà bán 700.000. Tiếp một cái áo M65. M65 này. M65 dây kéo đồng. Vai của nó là 53. Dài 81, 53, 81 là medium regular, 70 đến 80 kg, tem trắng đang còn nhé. Cao 1m7 trở lên, ở trong cũng hai file luôn. Cái lót đó, lót màu lưu và màu cỏ úa, chất vải caro. Ở trên, dây dưới còn. Khóa của nó thì, cái cài thì ngon lành, còn cái thằng này tay cầm nó mất rồi. Nhưng mà vẫn vô tư cài nha nhé. Cái thằng này đúng rồi, medium regular, 70-80kg mà đời của nó là đời 8X80. Chuẩn hàng cấp phát 580 nha nhé. Hàng của lính Mỹ ạ. Cổ đều màu và đẹp ha. Anh em nhớ giùm em này. Cái này ở trên này có mũ và có dây kéo đàng hoàng, dây kéo với cá này. Cái này vết in nút mới, mới một chút nhẹ thôi. Con này răng rất là mới rồi đó. Mới lắm rồi nha. Like có quát một chút nhẹ này. Cái gấp tay có rồi, gấp tay có rồi. Và trên này nó bị xước, chưa có rách thủng qua nha anh em. Mới bị xước thôi, chưa có lủng qua nha.
Rồi ra đằng sau này thì ok, xanh đều luôn, không có lủng, không có gì hết, không có dơ gì hết á. Cái miếng dán đó là miếng giấy, dây giấy nó dính qua thôi chứ không có gì hết. Ở đây nó có vết gấp này, mấy cái này mình đụng đâu là nó dính à. Rồi ở đây thì mấy cái vết này anh em cạo ra nhé, có mấy chấm nhỏ nhỏ này cạo ra. Còn đây là lủng á, cái này mình may lên một cái tem, nó gỡ tem cho nên bị móc lủng. Ở đây nó bị dơ một chút nữa này, dơ một chút nữa, đây cũng dơ là dơ đất nhá, dơ đất phần này nhé. 70 đến 80 kg, cao 1m7 đến 1m74, màu sơ lâm chuẩn đời 80, cái này gọi là thập niên 80 nha. Thời mấy anh đó, hồi xưa mấy anh được cấp phát được cái áo này là thôi rồi, quách lắm. Rồi chốt chúng em con này là 1,5 triệu mã 25, 1,5 triệu mã 25. Tiếp một cái quần bay này, anh gì này, anh gì đang tìm một quần bay này. Hôm qua con Xmon 76 68 70 hỏi người ta chốt mất rồi. Cái con này là chất vải kháng lửa cực kỳ hiếm, một năm em chỉ được tối đa được 2 con, có những năm là trơ trọi không có con nào. Và cái màu này là áo của Philip trực thăng, anh em có thể bẩn với áo Philip trực thăng và bẩn cái áo mùa hè của Philip thì nó có áo mỏng của nó, nhưng mà áo đó thì cũng thi thoảng mới có thôi. Con này nó gặp lửa rồi nó đỏ không có đều, chỗ này xanh chỗ này đỏ này anh em, nhưng mà không phải nó gặp lửa là nó bỡ đâu, không có, không có. Nó là một trong những cái đồ chất chống lửa mạnh nhất, trực tiếp với lửa nó chịu đựng được nhất. Bụng là 84, anh bụng 80 anh quất con này về được này anh gì quên mất tên rồi, anh đôn dùm em bên này một bên 2 phân này đấy. Chứ bây giờ anh tìm một con mà 82 chờ lòi mắt ra luôn, có thể anh chờ 1 năm mà có thể anh chờ 10 năm, cho nên là nói chung là mua chỗ khác chắc có đấy. Anh đôn hai bên một bên 2 phân, nó chỉ dịch một chút xíu thôi, chỉ có như vậy mới chấp nhận được có quần mà bẩn. Bữa nào chờ 10 năm sau mà anh gặp một con đẹp hơn nữa thì ta lại đổi đời ha. Con này cực kỳ hiếm có. Và cái dòng này mà chất của thằng Philip dòng G8 còn độc chiêu hơn nữa. Giá của nó không có rẻ đâu, 4-5 triệu một con. Dài quần 100 mà 13 năm rồi em không gặp lại. Nói về cái dòng Philip này mà chất vải của dòng G8 nữa đó. Đây là chất vải kháng lửa nha. Dòng G8 nó còn độc chiêu hơn nữa. Tôi tuyệt chủng mất rồi. Nó tuyệt chủng mất rồi. Ở đây có cái túi này. À, đây có cái túi này nha. Nó ve giống cái quần M51, y hệt cái quần M51 mà vải búp lin em bán cho anh em, y hệt luôn. À, bên này nha. Ở đây thì nó dính 2 chấm dơ. Này em dám để báo lỗi thôi. Nhiều khi mình mắt mờ mình không có nhìn thấy thì dám để mà đập vào mắt thôi. Còn đằng sau này, nói chung là nó không có lủng rách, không có gì, nhưng mà màu khi nó táp lửa, anh em đi chữa cháy hay gì á, táp lửa thì phần nào trực tiếp lửa thì nó đỏ hơn, thế thôi nha. Cái đai của nó còn mướt sượt sượt mới, nhưng mà cái tem thì nó bị bay rồi, tem bay mất tem rồi, còn có một tem nữa à. Còn có tem nè, tem bên này, tem sai bên này nó mất rồi. Và ở đây thì nó ghi chữ cái giống gì đây không biết này. 15 m medium sọc. À con này em đo chiều dài mà, con này bình thường chiều dài nó cũng không có. Ồ, dài 100 bung ra là 102 được, 101, 102 đẹp này. Rồi, ai ưng chốt con này 1,7 triệu, mã 51. Đây là nó chưa đều màu lắm nha, nó đều màu anh em không có sờ được chỗ 7 đâu. Cái áo của nó là 1,7 triệu đúng, cái áo mà sơ mi mỏng có bay á. Rồi một cái quần này kaki 6 cái hộp, bụng là 80, anh em có thể đôn về được 75 và dài quần 104. Chất vải kaki của lính Mỹ anh em từ trên này xuống đều, nhưng mà đây nó lủng phát ngay cái túi này, qua bên này cũng vậy, từ trên xuống đều và nó lủng phát ngay đầu gối này.
quần rất là đẹp á, đẹp mơ đẹp mộng luôn. Phải nói cái đồ mới của nó khỏi phải bàn luôn. Có cái loại này là nâu nhiều nhé, 300.000 mã 50, 300.000 mã 50. Tiếp một cái quần 6 tiếng hộp màu xám, màu xanh xám. Con này chất vải kaki bụng là 104, 6 thứ hộp, 104, 6 thứ hộp. Dài quần 106 anh em, 106. Ta lại tiếp tục review này. Con này là của Mỹ nhưng mà China gia công luôn ha. China gia công thì nó sẽ có cái tem như này. Còn khi nào nó chuẩn của nó luôn thì nó may vào tem to. Đấy, xinh lè luôn nha. Đấy, mới mà to, xinh lè không? Quá đẹp, quá đẹp. Nhưng mà đây lũng mất lỗ rồi, nó bị ngoắc lũng mất lỗ rồi anh em ơi. Đó, cái này cũng có lũng rồi nè. Sông mông này nó có lũng nữa, hai lỗ nha. Toàn bộ đẹp hết, chỉ có lũng hai lỗ thôi. Chốt chúng em 300.000 mã 49. Cái một con Badesi, Badesi này. Em có giải thích với anh em là tại sao Badesi và tại sao là măng tô không ạ? Măng tô khác Badesi nha anh em. Con này có lót, nó cũng một dòng giống như như theo đời thôi, theo đời. À, con này ở trong là có lót vào mùa đông. Nếu anh em bận mùa đông bỏ này vào mùa hè mở ra nhé. Mình sử dụng hai mùa. Con này núp nâu lâu lắm rồi đó, hồi xưa núp màu nâu á. Con này là lót small long, small mà long nha, phải cao trên 1m74 mới vừa được con này. Cái cổ này nó nặng tầm 3kg trở lên á, rất là nặng nha. Từ trên này xuống núp vẫn đầy đủ, nhưng mà nói mới thì không mới lắm rồi. Con này như kiểu là nó bị ma sát, ma sát cho nên cái phần này nó cũng không mòn được đâu, nhưng mà nó kiểu nó bị ma sát, có cái phần phần ma sát, nói tóm lại như vậy. Không biết nói gì nữa, nói phần ma sát. Chỗ này nó bị dơ một chút anh em, vào cái cổ tay này. Quát. Quát. Ra đằng sau này thì ở đây nó dính một chút dơ. Chỗ này nó gỡ tem, nó may tem này, nó may tem đầy á, sau rồi nó gỡ tem thì có cái vết kim á, nó châm đầy nha. Có nhiều khi không biết mấy anh có cười em luôn, em chẳng hiểu em luôn á. Em đang nghĩ để nói mà không hiểu, cái em tóm tắt cho nó nhanh. Ở đằng sau thì cái dây này nó sờn rồi nha. Ở dưới này đều. Nói chung là con này ở đằng sau thì ok. À, ok. Ok. Rồi. Ống tay này vẫn bị quát nha anh em. Vẫn bị quát nha. Rồi, hai bên này vẫn đều. Dơ chút này, quát chút này. Qua bên này. À, được, duyệt. Ở chỗ này nó bị dơ một tí tí nữa. Small long. Em đâu vai và chiều dài nha. Vai của nó 47, 47 thì small này cũng 70 kg trở lên rồi. Dài áo là 120. Vai 47. 120. Dài á, 120 là dài á. Rồi, 60 đến 70 kg cho em ạ. Dây chặt đầy đủ và cúc đầy đủ, nhưng mà đồ mới thì tầm 93-94% thôi. Rồi, ai ơn con Vadusi này em không mua độc đời luôn nha. Chốt 900.000 mã 48. Báo cáo anh em 900.000, báo cáo nhìn cái nút nâu này là anh em biết đời năm mấy rồi. Năm xưa lắm rồi. Thứ hai nữa, cái lót này này. Cái lót này giờ em bán lẻ anh em biết là 400-500.000 đúng không ạ? Mà cả con áo này nó có lũng, nó có tội tình gì đâu, bán 900.000. Vậy chốt được không anh em? Chốt đi chứ. Đúng không? Chốt đi chứ. Cái một con lót của Philop quá là đẹp luôn. Bây giờ ta khỏi cần Philop, Philac gì hết. Chốt con này bẩn ấm trơn, đẹp đỉnh luôn. Lông lá gì thì đầy. Con này là thuộc về cái dòng độc chiêu lắm rồi nha, Philop nha. Ở ngoài là chất Philop của nó. Bây giờ ta chốt cái lót này. Vai của nó là 45.
dài áo là 67, quá đỉnh cái cổ này. Nhưng mà cổ này nó bị lủng một chút nhẹ nhẹ thì về mạng giùm em cái. Móc chỉ vào nó bị lâu năm á. Cái này là bảo quản không tốt cho nên là nó bung chỉ thôi, chứ chả có cái vấn đề gì hết. Em có cái tem ở trong là 34R. 34R tức là cao 1.7 trở lên. Quá là đẹp. Nó vừa sử dụng bằng dây kéo bên này này. À, sử dụng bằng dây kéo luôn. Bây giờ ta xài nó, ta thích thì cài cúc, không thích thì dây kéo. Rất là nặng nha, con này nặng nha, chuẩn hàng của lính Mỹ luôn này. Cái này là bẩn thành một con áo khoác. Con này hơi bị đẹp. Phải nói giá trị vô cùng, cầm con áo là thích chất. Nhưng mà cái cúc này nó bị mất một cái, hai cái cúc luôn. Mất hai cái cúc, nút của nó là màu nâu anh em. Bây giờ nếu mà cài bằng cúc thì cài bằng cái này. Còn mà cài bằng dây kéo thì phải lật vào trong này. Nhưng mà em không vừa. Không vừa đâu. Nếu mà xài bằng cúc kiểu này cũng đẹp này. Thấy không? Em bận kiểu này lật ra vậy cũng đẹp này. Đẹp quá. Con này nó chất. Bận vậy cũng được. Rồi bận dây kéo này cũng được này. Nhưng mà dây kéo này thì chỉ được 50kg thôi. 40-50kg. Thì kiểu nhôm đàng hoàng nha. Còn xài bằng cúc mà cài hết thì nó bị thiếu cúc. Thiếu hai cúc. Đấy, thiếu hai cúc. Quá đẹp luôn. Chốt cho em 900.000 mã 47. Con này ai mà đang lụng con Philos mà tìm con này không có ra đâu nhé. Con này nói về Philos này thì tìm chịu luôn ạ. Cái thằng Philos của con dòng G8 á. Tiếp một con bay, con này của Canada, chất vải hạt cát nha em. Bay nhá, bay mùa hè mát á. Con này là vai của nó là 49. Anh em chờ em chút nha. Cái bụng to nhất là 108. Anh em đôm về 100 là vô tư ha. Tức là ai mà bụng dưới 100, to nhất dưới 100 thì lụm con này giùm em. Đó, đồ bay của Canada rất là chất nhá. Không phải mua đâu. Nói đồ bay của mỗi nước nó mỗi khác, nhưng mà giá trị nó ngôi, nó bằng của Mỹ á. Dài 116, hơi bị dài. Cao trên 1m7 mới vừa. Mà mát đỉnh luôn. Con này thì mát. Mà đầu gối nó rách cha rồi. Bây giờ anh em bận con này mà anh em cắt sọc cũng được. Cắt mà hoặc là anh em mạng cái ve này lại này, cắt dạng quần sót á. Hoặc là anh em cắt, nếu mà dài quá là nó lợi cho mình cắt thành đồ bộ. Cắt rời ra cái lưng này, cắt rời ra này, nó dài quá mình lấy cái chiếc chân mình đắp lên. Ở đằng sau thì đều đẹp hết nha. Đằng sau đều đẹp hết anh em. 500.000 mạng 46. Rồi tiếp một con áo túi chéo của lính Mỹ. Con này lại dài tay mà nó đứt tay. Dài tay chắc bị rách dưới này nó cắt, hoặc là ông này thích đồ sắt nách. À, thích cột tay. Con này màu xám, vai của nó là 54. Túi chéo nha anh em. Dài áo là 84. À, ở trên này có cái pin ha. Có cái pin cổ, hai cái pin này. Con này là size medium ha. Medium regular. Và cái ve cổ này. Anh em dùng cái ve cổ giùm em cái. Wow, con này là China gia công cho Mỹ. À, 100 cô tông nhưng mà China gia công cho Mỹ nha. Áo túi chéo. Màu đẹp quá. À, đẹp chưa có vết ỉn nút gì hết. Chưa có ỉn nút gì hết. Chỉ có cọc tay thì về anh em lật tay lên. Lật tay vào trần lại. Mà áo túi chéo mà bận cọc tay rất là trẻ nha anh em. Màu này còn mới lắm. Chưa có một cái vệt gì hết. Bận cọc tay rất là trẻ luôn. Trẻ á. Không, bình thường em thấy dài tay nó ấy, nhưng bận cọc tay là nó trẻ trung lên à. Rồi 80 đến 90kg à. Chốt cho em con này giá 1 triệu, mã 45.
đẹp đó anh em ơi, con này quá đẹp luôn. Về lật con tay lên một chút vậy nè, trời ơi bao nhiêu người mua áo túi chéo đòi mua áo cộc tay không đó. Cho nên con này nó cắt rồi về mình chỉ có kêu thở nó lên like hết 10.000 mày ha. Quá là đẹp luôn, cao 1m7 trở lên chốt mã 45 hết rồi. Em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em qua sáng ngày 25 nha. Chúng cho là mẹ ơi gần hết tháng rồi, 25 rồi, gần Tết nữa rồi, khiếp quá. Tụi em cảm ơn và chúc mọi người một đêm an lành. Em bye ạ.